các bạn. Mọi người đang có thói quen là tống toàn bộ rau củ sau khi mua ở siêu thị về cho vào tủ lạnh và cho rằng những cái túi ni lông như thế này đã là rất là gọn gàng rồi và tất cả các cái biện pháp bảo quản thực phẩm đều như nhau. Vậy sự thật của việc bảo quản này là có tốt hay không? Và lý do tại sao gần đây chị em phụ nữ lại tìm đến Vansmart của Tupperware để bảo quản thực phẩm được 7 cho đến 14 ngày rau không hỏng? Liệu đây có phải là tin đồn hay không? Hôm nay Vân Anh sẽ chia sẻ cho mọi người những cái trải nghiệm mà thực tế của mình sau khi sử dụng bộ hộp bảo quản Tupperware. Việc bảo quản ở trong túi ni lông là hoàn toàn không có khoa học bởi vì mỗi loại rau củ quả của chúng ta có nhu cầu hô hấp khác nhau, có nhu cầu về độ ẩm khác nhau. Những củ quả ở dưới đất thì nhu cầu về tự nhiên, về hô hấp tự nhiên là ít hơn những cái rau lá vươn ở trên cao. Khi mà mình cho vào túi ni lông thì rau sẽ rất là nhanh héo và chỉ cần 3 đến 4 ngày sau thì rau đã úa và vàng. Chính vì lý do này nên tất cả các chị em phụ nữ đang tìm kiếm đến các bộ hộp bảo quản để lưu trữ thực phẩm được lâu hơn và Vansmart của Tupperware là lựa chọn của Vân Anh. Cảm nhận đầu tiên của Vân Anh khi sử dụng hộp Vansmart này là rất là nhiều kích thước khác nhau và khoang hộp thì vô cùng rộng để mình chứa được rất là nhiều rau củ ở trong này. Thêm nữa, cái phần đáy của cái hộp là có lõm để lưu trữ những cái nước trong quá trình mình bảo quản thực phẩm. Điều đặc biệt nhất ở hộp Vansmart mà Vân Anh vô cùng yêu thích đấy chính là nút ven hô hấp điều chỉnh lượng khí lưu thông phù hợp với từng loại rau củ quả khác nhau. Có 3 chế độ ngay ở trên nắp là mở lớn, mở vừa và đóng phù hợp với từng cái nhu cầu lượng thở của từng loại rau củ quả. Với những ưu điểm vượt trội của hộp Vansmart rất phù hợp gia đình có nhu cầu lưu trữ nhiều như gia đình mình. Đặc biệt những loại quả mỏng vỏ khó lưu trữ như nho và cherry hay dâu tây thì lưu trữ trong hộp Vansmart này có thời gian rất là lâu, lâu hơn các bộ hộp thông thường. Và chúng ta có thể nhìn thấy với những củ quả như cà rốt hay là súp lơ, việc lưu trữ lên đến hơn 30 ngày. Vậy đây có phải là kết quả mà chúng ta đang mong đợi không ạ? Vân Anh vừa chia sẻ những trải nghiệm của mình khi sử dụng hộp Vansmart của Tupperware. Hy vọng những chia sẻ này rất là có ích cho chị em nội trợ. Hẹn gặp lại chị em ở những clip về sản phẩm tiếp theo.